Thưa quý vị, vào tối ngày 29 tháng 11, một lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định xác nhận địa bàn xảy ra sự việc một bé trai là học sinh của trường mầm non Tăng Bạt Hổ, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân tử vong. Trước đó, khi đang trong giờ nghỉ trưa, các cô đi kiểm tra thì phát hiện bé có biểu hiện bất thường về sức khỏe, liền đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Bé tử vong vào trưa cùng ngày sau khi được đưa từ trường đến trung tâm y tế huyện. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, bé sau khi ăn cơm xong thì được các cô giáo đưa đi ngủ trưa. Một lát sau, các cô giáo đi kiểm tra thì phát hiện bé không ngủ, có nhiều dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Ngay sau đó, nhà trường đã đưa bé đến trung tâm y tế huyện để cấp cứu, đồng thời gọi điện thoại báo cho gia đình bé trai. Tuy nhiên, đến 11 giờ trưa cùng ngày thì cháu bé đã không qua khỏi. Hiện, phía trường mầm non Tăng Bạt Hổ đã có báo cáo ban đầu về sự việc lên phòng giáo dục và đào tạo và các cơ quan chức năng.